Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm. Là một trong những ngôi sao ca nhạc được yêu mến hàng đầu tại Việt Nam, nên câu chuyện đời tư của Sơn Tùng MTP luôn là điều được công chúng và giới truyền thông quan tâm. Dù chưa từng trực tiếp khẳng định tình trạng quan hệ của mình, nhưng từ lâu, Sơn Tùng MTP đã bị các fan nghi vấn hẹn hò với nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Trong suốt 8 năm, Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm thường xuyên để lộ dấu hiệu hẹn hò qua cách ăn mặc. Cặp đôi cũng từng bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau hay chụp ảnh tại cùng một địa điểm. Người hâm mộ của cặp đôi trong thời gian dài đã mặc định họ đích thực đang yêu nhau dù người trong cuộc chưa từng công khai. Mới đây, khi Thiều Bảo Trâm đăng tải bức ảnh kèm dòng trạng thái buồn về tình yêu lên trang cá nhân, cư dân mạng cũng nhanh chóng soi ra loạt động thái đáng chú ý của cô trong thời gian qua. Đặc biệt, Thiều Bảo Trâm còn thẳng tay bỏ theo dõi tài khoản Instagram của Sơn Tùng MTP. Bức ảnh này xuất hiện trong một thời điểm khá nhạy cảm khi Sơn Tùng MTP gần đây luôn xuất hiện bên cạnh nàng thơ mới Hải Tú, nữ diễn viên độc quyền trong công ty giải trí của anh. Sơn Tùng MTP và Hải Tú lại vừa có màn xuất hiện cùng nhau rất đổi ngọt ngào trong MV Chúng Ta của hiện tại. Từ đó, nghi vấn về một cuộc chia tay do có sự xuất hiện của người thứ ba đã nổ ra. Chỉ 2 ngày sau đó, căng thẳng càng dâng cao hơn khi Sơn Tùng MTP bỏ theo dõi Thiều Bảo Trâm. Hàng loạt tranh cãi, đồn đoán được cư dân mạng liên tục chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Lượng người theo dõi trên Instagram của Sơn Tùng MTP, Thiều Bảo Trâm hay Hải Tú đều tăng vọt. Tối 23 tháng 1, Sơn Tùng MTP xuất hiện biểu diễn tại một sự kiện sau những lùm xùm trên. Trước khi bắt đầu hát, giọng ca gốc Thái Bình còn bất ngờ đọc lên một đoạn tâm tình nhỏ nói về tình yêu thời thanh xuân và sự chia ly. Ngay lập tức, cộng đồng mạng lại tiếp tục đặt nghi vấn anh đang bóng gió về chuyện chia tay của mình và bạn gái cũ. Toàn bộ màn trình diễn cũng như lời lẽ đậm chất ngôn tình của Sơn Tùng MTP được khán giả chia sẻ rầm rộ kèm theo nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt, Thương Em và Trà Xanh bỗng dưng trở thành từ khóa nóng sốt khắp mạng xã hội. Cho đến thời điểm hiện tại, phía Sơn Tùng MTP, Thiều Bảo Trâm hay Hải Tú đều không chính thức xác nhận bất cứ điều gì. Bin Châu Bùi. Khoảng giữa tháng 7 năm 2020, Binz và Châu Bùi làm dấy lên nghi vấn hẹn hò khi chàng rapper bấm theo dõi người đẹp trên Instagram. Châu Bùi cũng là người con gái duy nhất Binz theo dõi trên trang mạng xã hội. Cùng thời điểm, cộng đồng mạng đã đưa ra hàng loạt bằng chứng cho thấy sự tiến triển bất ngờ trong mối quan hệ đồng nghiệp thông thường giữa hai gương mặt có sức ảnh hưởng hàng đầu đến giới trẻ. Cụ thể, Châu Bùi rất chăm tương tác với Binz trên mạng xã hội. Cô thường xuyên bày tỏ cảm xúc yêu mến các sản phẩm của nam rapper và tác thẳng tên anh vào các story Instagram của mình. Đáp lại người đẹp, Binz cũng thường xuyên đưa ra các câu thả thính chơi chữ đầy ẩn ý vào các bài đăng của mình và một cách gián tiếp nhắc đến tên Châu Bùi. Câu nói của Binz, gu của anh là gu châu Á, từng một thời gây sốt mạng xã hội. Quyết không lên tiếng về tin đồn yêu đương nhưng đã bay bảy 49 lần, Binz và Châu Bùi tung hit hẹn hò, khiến các fan đứng ngồi không yên. Thậm chí, Binz còn được mệnh danh là ông tổ ngành thả thính khi hết lần này tới lần khác reo vân, ngâm thơ nhắc đến tên của bạn gái. Cặp đôi cũng bị phát hiện mặc áo đôi, đi giày đôi hay âm thầm thả tim cho nhau trên Instagram. Binz gây sốt khắp mạng xã hội khi tiếp tục công khai thể hiện tình cảm với Châu Bùi. Cụ thể, nam huấn luyện viên rap Việt có màn chơi chữ bằng hai câu thơ cực vân. Tán em bằng hai câu, anh thích đi Lai Châu. Ngay khi đăng tải, động thái mới của Binz đã khiến netizen rần rần. Dễ thấy, dù chẳng đề cập thẳng đến chuyện hẹn hò, nhưng dòng quan thính nào của Binz dạo gần đây cũng phải gắn thêm chữ Châu mới chịu. Người hâm mộ cặp đôi cũng thường xuyên phát hiện ra những điểm tương đồng bất ngờ trong hoạt động thường ngày của cả hai. Tại một show diễn thời trang, Binz trong lúc biểu diễn, thậm chí còn mạnh dạn bước xuống hàng ghế khách mời, nơi có Châu Bùi đang ngồi để cầm tay cô và rồi hôn gió. Mới đây, trong dịp Tết dương lịch, Châu Bùi cũng gây xôn xao cộng đồng mạng khi đăng tải loạt ảnh nắm tay một người đàn ông trong chuyến du lịch biển. Các fan của cô đã nhanh chóng soi ra cánh tay để lộ hình xăm, tương đồng với hình xăm của Binz cùng phong cách lựa chọn đồng hồ quen thuộc của anh chàng. Sau đó, dân tình tiếp tục được Châu Bùi phát cẩu lương khi thay ảnh đại diện với hình ảnh cô nàng tươi rói cơm bạn có chữ B. Dù Châu Bùi vẫn không trực tiếp giải thích ý nghĩa chữ cái B, nhưng khán giả từng mặc định đó chính là Binz, người yêu tin đồn của cô nàng. Từ trước đến nay, Châu Bùi và Binz chưa từng thừa nhận đang hẹn hò, nhưng mọi hành động hay phát ngôn thả thính đều khiến khán giả chắc nịch cả hai đang ám chỉ đến đối phương. Ảnh đại diện của Châu Bùi cũng được cắt ra từ talk show Bar Story mà cô đến làm khách mời trong dịp gần đây. Trong những phần thử thách của chương trình, tuy liên tục né những câu hỏi liên quan đến người yêu, nhưng Châu Bùi thường chọn đáp án B với lý do em thích chữ B nên em đoán đáp án B hay chữ B phù hộ em lắm. Trước màn cài ảnh đại diện sạc mùi thính của Châu Bùi, Binz cũng nhanh chóng đăng ảnh đáp trả, anh ngọt nên thiếu vitamin C quá. Trong đêm đón giao thừa tối 31 tháng 12, Binz trở thành ca sĩ khách mời góp mặt trong một sự kiện âm nhạc quy tụ nhiều ngôi sao làng giải trí tại Đà Nẵng.
Trong đêm nhạc, nam rapper đã trình diễn liên tiếp 3 bản hit được khán giả trẻ yêu mến như OK, Daystep và Big City Boy. Đặc biệt, xuyên suốt màn trình diễn của Binz, các fan thay vì hô vang tên của anh thì lại gọi tên Châu Bùi. Dù khoảnh khắc này có lẽ cũng không quá xa lạ với các fan, nhưng đáng chú ý là động thái mới nhất của Binz trên story Facebook. Theo đó, Binz đã đăng tải đoạn clip các fan hô vang tên Châu Bùi và còn viết dòng caption: "Đố các bạn biết mình yêu ai?" Dù không đích thân thổ lộ tình cảm với những việc mượn tay các fan, Binz dường như đã chính thức công khai chuyện tình cảm của mình với cô nàng Châu Bùi. Trước đó, vào đúng ngày 1 tháng 1 đầu năm, Châu Bùi cũng đã đăng tải loạt hình ảnh tình bể bình với người ấy tại Đà Nẵng. Dù giấu mặt hoàn toàn, nhưng các fan cũng đủ hiểu rõ người ấy là ai. Chẳng những thế, các fan còn tóm gọn bằng chứng khẳng định người đàn ông trong bức hình của Châu Bùi không ai khác chính là Binz, khi đều có điểm chung là hình xăm giống nhau y đúc ở cổ tay. Có lẽ năm mới Tết đến, Binz, Châu Bùi không còn muốn em giấu cho riêng em biết nữa, mà đã ngầm công khai trước bàn dân thiên hạ để thỏa sức phát cậu lương rồi đây. Chàng là rapper đình đám, nàng là fashionista được săn đón hàng đầu, cùng với ngoại hình quá tương xứng, mối quan hệ giữa Binz và Châu Bùi nhận được sự quan tâm từ giới trẻ. Tuy nhiên, dù đã để lộ vô số bằng chứng hẹn hò và thả thính nhau thường xuyên, nhưng phía Châu Bùi lẫn Binz vẫn chưa một lần chính thức thừa nhận tình cảm. Khi được báo giới phỏng vấn về đối phương, Châu Bùi và Binz đều cùng có thái độ lảng tránh và mong muốn được chuyển sang chủ đề khác. Puka, Jin Tuấn Kiệt. Từ cuối 2019, Puka và Jin Tuấn Kiệt đã bị đồn đoán chuyện hẹn hò vì rất nhiều lần bị soi diện đồ đôi, check-in chụp ảnh cùng địa điểm. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, cả hai nhân vật chính đều lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, cho tới tháng 2 năm 2020, dư luận lại xôn xao khi có người khẳng định đã bắt gặp cặp đôi xuất hiện tình tứ với trang phục đôi. Cộng thêm những khoảnh khắc cả hai thân thiết trên sóng truyền hình càng khiến cho cộng đồng mạng quả quyết cặp đôi đang hẹn hò. Netizen đã tinh ý soi ra chi tiết Puka và Jin Tuấn Kiệt ngầm quan thính qua lại với nhau trên mạng xã hội. Cụ thể, ngày 4 tháng 1, Puka đăng tải bài viết kể về chuyện bị bệnh phải đến gặp bác sĩ. Bác sĩ nói em ăn uống không đầy đủ, thiếu chất, không có sức đề kháng nên phát bệnh vô lý. 2 tháng trước, em chỉ đi làm từ sáng sớm đến khuya, ngày ăn một buổi, có khi không ăn mà bảo ăn uống không đầy đủ, nên tháng này em hứa sẽ ăn đầy đủ mà sao em vẫn bệnh. Alo bác sĩ ơi. Đáng chú ý, chỉ ít lâu sau, Jin Tuấn Kiệt liền đăng ảnh biến hình thành bác sĩ, còn đính kèm dòng chú thích như muốn nhắn nhủ ai kia: nếu em cảm thấy không khỏe thì đã có bác sĩ Tùng. Động thái mới của cặp đôi khiến fan rần rần thích thú. Nhiều người đang rất nóng lòng chờ ngày Puka và Jin Tuấn Kiệt xác nhận tình cảm để trở thành một couple chị em hot nhất nhì Vbiz. Vào ngày 25 tháng 12, Jin Tuấn Kiệt một lần nữa bị netizen soi ra bằng chứng tình cảm với Puka. Cụ thể, nam diễn viên đã đăng tải lên trang cá nhân lời chúc mừng Giáng sinh. Giáng sinh vui vẻ nhé Jin. Sẽ không có gì đáng nói nếu như Jin Tuấn Kiệt không đính kèm thêm ký tự ba con rắn. Điều này khiến các fan cho rằng anh đang chơi trò thuyết âm mưu vì Puka cũng tuổi rắn. Ai mà không biết chị Pu tuổi rắn nhỉ? Anh lừa ai chứ lừa tụi shipper không tin anh đâu. Thoáng nhìn tưởng Jin ngầm báo Pu có Listerine nữa vì có cả biểu tượng rắn, chật mình luôn. Không biết ai tuổi con rắn mà Jin để hình con rắn, đồng hồ con rắn vậy ta? Quá rõ ràng rồi phải không nè? Netizen rần rần trước dòng trạng thái của Jin Tuấn Kiệt, đồng thời Puka cũng có động thái thả thính bức hình này của bạn trai tin đồn. Tuy nhiên, có vẻ như các fan đang quá nhiệt tình đẩy thuyền cho cặp đôi nên bị nhầm lẫn về tuổi của Puka. Nữ diễn viên sinh năm 1990 tức là tuổi con ngựa chứ không phải con rắn. Dẫu sao qua đây cũng đủ thấy được tình cảm của khán giả dành cho cặp đôi Puka và Jin Tuấn Kiệt. Chưa rõ thực hư ra sao, nhưng khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình, Puka thường xuyên bị các đồng nghiệp chọc quê và nhắc đến cái tên Jin Tuấn Kiệt. Thậm chí, Minh Dự và Quang Trung đưa rằng Puka và Jin Tuấn Kiệt đã chia tay nên mới phải giấu giếm mọi chuyện. Có lần, Trường Giang còn mang cả đĩa nhạc của Jin Tuấn Kiệt lên sân khấu để trêu Puka, khiến cô ngượng đỏ mặt. Tuy nhiên, Puka khẳng định rằng hiện tại cô vẫn còn độc thân và không muốn khán giả nhắc tới quá nhiều chuyện đời tư. Jin Tuấn Kiệt bộc bạch, anh không hề muốn bị gắn ghép với Puka mãi vì trước đây anh cũng từng bị đồn có tình cảm với rất nhiều sao nữ. Dù tuyên bố vậy, nhưng Puka và Jin Tuấn Kiệt vẫn thường xuyên bị soi những khoảnh khắc trên mức tình bạn. Fan cũng liên tục đẩy thuyền cho cặp này, hy vọng họ sẽ là một đôi đẹp của showbiz Việt.